Xin chào anh em Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh xe Việt Trên video anh em đang xem Đây là mẫu xe Kia Sonet Một mẫu xe gầm cao cỡ A Được rất là nhiều anh em quan tâm và lựa chọn Với tầm tiền từ khoảng dưới 600 triệu Chính sách bán hàng của hãng xe Kia nói chung Và thương hiệu xe Kia Sonet nói riêng Từ đầu năm đến giờ tương đối ổn định Mức giảm cũng chỉ cộng trừ khoảng tầm 10 triệu Cho các phiên bản thôi và chính sách bán hàng của các phiên bản Kia Sonet thời điểm cuối tháng năm vẫn đang ổn định so với thời điểm giữa tháng năm em đã cập nhật video trong video này em sẽ cập nhật lại chính sách bán hàng của từng phiên bản Kia Sonet, đồng thời em sẽ tính cho anh em giá xe ra biển số lan bánh trong trường hợp anh em được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ. Chính vì vậy anh em nào quan tâm thì anh em xem tiếp video, còn anh em nào đã nắm hết được giá cả của mẫu xe Kia Sonet của các phiên bản rồi thì anh em có thể bỏ qua. Và cụ thể chính sách bán hàng của từng phiên bản Kia Sonet thời điểm cuối tháng 5 em cập nhật lại cho anh em như sau. Mẫu xe Kia Sonet được nhà máy phân phối và công bố với 4 phiên bản, trong đó thì có 3 phiên bản số tự động và một phiên bản số sàn. Và tại thời điểm này gần như là phiên bản số sàn không được nhiều anh em lựa chọn và nhà máy cũng không lắp ráp, chỉ có 3 phiên bản số tự động thôi. Cụ thể 3 phiên bản số tự động bao gồm đó là Kia Sonet bản AT Dinac, bản AT Luxury và bản AT Premium. Chính sách bán hàng của hãng xe Kia phân vùng thị trường. Anh em mua xe đăng ký biển ở đâu thì chỉ có showroom ở nơi đó được phép bán cho anh em thôi. Hiện tại bên em có cơ sở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh hỗ trợ bán hàng trực tiếp cho anh em. Anh em xem video mà anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì anh em liên hệ trực tiếp với nhân viên bên em. Em có để số điện thoại ở góc phía dưới bên trái màn hình nhé. Và phiên bản đầu tiên em cập nhật chính sách bán hàng thời điểm cuối tháng 5 cho anh em đó là phiên bản Kia Sonet AT Deluxe. Em sẽ tính luôn giá xe ra biển số lăn bánh khi mà anh em được hỗ trợ thuế để anh em cân đối tài chính và có cơ sở để tham khảo và lựa chọn mua xe cho phù hợp. Giá bán của Kia Sonet bản AT tại thời điểm cuối tháng 5 vẫn đang ổn định, cụ thể giá bán cho anh em là 519 triệu. Ngoài ra anh em nào mua xe đăng ký biển Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì bên em vẫn sẽ có cơ chế linh động giảm thêm đôi chút tiền mặt cho anh em. Và căn cứ từ giá bán như trên, giá xe ra biển số lan bánh tại các địa phương. Trong trường hợp anh em được hỗ trợ thuế, em cũng đã tính trước cho anh em để anh em tham khảo như sau. Anh em ở Hà Nội sẽ là 574 triệu, các tỉnh áp 12% thuế là 554 triệu, các tỉnh áp 10% là 549 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 568 triệu. Giá xe ra biển số lăn bánh trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản. Anh em có thể xem trên màn hình giúp em. Và anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp Kia Sonet bản AT Dinac, khi mà anh em được hỗ trợ thuế thì số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị rất là thấp và anh em cũng đã tính cho anh em như sau. Anh em ở Hà Nội cần phải chuẩn bị 133 triệu, các tỉnh áp 12% là 113 triệu, các tỉnh áp 10% là 108 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 127 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ và năm đầu tiên chỉ đáng là khoảng 6,2 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Và như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng với vay tối đa 85% giá trị xe. Đối với chiếc Kia Sonet bản AT Dirac sẽ tương đương với số tiền là khoảng 441 triệu trong thời gian vay tối đa 8 năm, tối thiểu 3 năm. Với gói vay 8 năm thì gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 7,2 triệu, trong đó thì gốc chỉ đều là 4,5 triệu cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 2,7 triệu. Dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Và phiên bản thứ hai em cập nhật chính sách bán hàng cho anh em đó là chiếc Kia Sonet bản AT Luxury. Giá bán tại thời điểm những ngày cuối tháng 5 vẫn đang ổn định và cụ thể giá bán cho anh em là 554 triệu. Ngoài ra thì anh em mua xe đăng ký biển Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh bên em vẫn sẽ có cơ chế linh động giảm thêm cho anh em với giá bán 554 triệu giá xe ra biển số lan bánh tại các địa phương em cũng đã tính cho anh em trong trường hợp anh em được hỗ trợ thuế cụ thể như sau anh em ở Hà Nội sẽ là 611 triệu các tỉnh áp trăm thuế là 592 triệu các tỉnh áp 10% là 586 triệu và các tỉnh miền Nam sẽ là 605 triệu giá xe ra biển số lan bánh trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản anh em có thể xem lại trên màn hình giúp em và anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp chiếc Sonet bản AT Luxury số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị khi mà anh em mua trong thời điểm anh em được hỗ trợ thuế cụ thể như sau anh em ở hà nội thì anh em chỉ phải chuẩn bị khoảng 140 triệu các tỉnh áp 12 trăm là 121 triệu các tỉnh áp 10 trăm là 115 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 134 triệu ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thân vỏ năm đầu trị giá là khoảng 6,6 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói và như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng mua vay tối đa là khoảng 470 triệu trong thời gian vay tối đa 8 năm thì gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 7,7 triệu trong đó thì gốc chia đều hàng tháng trong 8 năm là 4,9 triệu cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 2,8 triệu dư nợ sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo mời anh em cùng đến với phiên bản thứ ba phiên bản cao cấp nhất của Kia Sonet đó là Kia Sonet bản Premium phiên bản này anh em sẽ có hai màu nội thất đó là màu đen và màu be giá bán như nhau và cụ thể giá bán tại thời điểm cuối tháng 5 là 584 triệu vẫn không thay đổi so với thời điểm trước anh em nào mua xe đăng ký biển Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh thì bên em vẫn sẽ có hỗ trợ linh động giảm thêm đôi chút tiền mặt cho anh em căn cứ từ giá bán như trên giá xe ra biển số lan bánh tại các địa phương trong trường hợp anh em được hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ em cũng đã tính cho anh em để anh em tham khảo như sau anh em ở Hà Nội sẽ là 642 triệu các tỉnh áp 12% là 623 triệu các tỉnh áp 10% là 617 triệu và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 636 triệu. Giá xe ra biển số lan máy trên cũng đã bao gồm những khoản chi phí cơ bản. Anh em có thể xem trên màn hình. Và anh em nào đang có nhu cầu mua trả góp, số tiền ban đầu anh em cần phải chuẩn bị thấp nhất như sau. Anh em ở Hà Nội, anh em cần phải chuẩn bị là 146 triệu. Các tỉnh áp 12% là 126 triệu. Các tỉnh áp 10% là 120 triệu. Và thành phố Hồ Chí Minh sẽ là 140 triệu. Ngoài ra thì anh em sẽ phải mua thêm bảo hiểm thuật vỏ. Năm đầu tiên chỉ giá là 7 triệu cùng với dịch vụ đăng ký xe chọn gói. Và như vậy thì anh em sẽ vay ngân hàng mức vay tối đa là khoảng 496 triệu trong thời gian vay tối đa 8 năm thì gốc lại tháng đầu tiên anh em sẽ phải thanh toán ít nhất là khoảng 8,1 triệu, trong đó thì gốc chia đều là 5,1 triệu cùng với lãi suất tháng đầu tiên là 3 triệu. Dư nợ cũng sẽ giảm dần trong những tháng tiếp theo. Ngoài ra thì còn phiên bản Solaris nhưng phiên bản này nhà máy không lắp ráp cũng như là rất ít anh em lựa chọn nên em xin phép không cập nhật trong video, em chỉ cập nhật cho anh em 3 phiên bản thôi anh em xem video ba phiên bản sonet kể trên có chỗ nào chưa hiểu thì anh em liên hệ với em theo số thoại bài góc phía dưới bên trái màn hình em sẽ hỗ trợ cho anh em hoặc anh em có thể để lại bình luận dưới phần mô tả em vẫn sẽ giải đáp những thắc mắc của anh em cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo xin chào anh em.